chào các thầy các cô, con tên là Trần Hương Hưng. Năm nay con 6 tuổi. Nhà con có 5 người, ba con, mẹ con, hai con. Con có em trai và con có em gái. Em trai con năm nay 4 tuổi và em gái con năm nay 2 tuổi. Con học ở trường mầm non lý thái tổ hóa lớp quê 1. Và con có một bạn thân tên là Quốc Vũng. Sở thích của con là xếp bình Lego, tập thể thao như là chạy bộ, bơi, đánh gốc, đạp xe đạp. Hằng ngày con ở nhà con giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, rửa bát, lau bàn, trông các em, quét nhà và lau nhà. Con xin mời các thầy các cô xem video của con. Đây là xe cứu hỏa con đã lắp xong. Trong bộ đồ chơi này có xe cứu hỏa và đám cháy to và hai cô chú. Hai cô chú đang dập tắt đám cháy lửa. Chú đi đang đứng trên thang để dập tắt đám cháy lửa. Cô đang đứng ở dưới để cầm vòi dập tắt đám cháy lửa. Lớn lên con thích trở thành chú lính cứu hỏa để đi giúp đỡ mọi người. Con cảm ơn các thầy các cô đã xem video của con chào các thầy các cô.